Welcome to Summoner's Rift. Catch 30 seconds until minions spawn. Bật kim rồi ạ. Comfort breeds weakness. Minions have spawned. Strike when ready. Chả thoải mái tí nào. Mây được một nửa, Deep còn đang thốn lắm. A true hunter never rests. Nó catch their trail. An enemy has been slain. Strike.
There is the hunter and the hunted. Má nó hia cho thằng quỷ ấy kìa. À quên, thằng Lucia này nó biết mà. Thằng Lucia này nó biết. Quên. Vô cái là nó kiếm luôn. Tự nhiên đâu ra xuất hiện đây. Mày nó phong nó tán phát mẹ. Được. Lên level 7 má vét hai mạng của Yasuo giờ lên level 7 rồi. Đánh vô lao thật chứ. Đánh đúng vô lao luôn. Đi cái đường lồn được. A true hunter never rests. An enemy has been slain. Đúng lao luôn. Cái bà ấy, tí một nhảy cũng chết. Sống cả đeo rồi. Chọc điên không. Mình Ailee thì đã làm được cái gì? Yasuo xanh, AD xanh. Support nữa. Làm gì? Nãy giờ nó vét mạng hơi nhiều.
công cụ anh rồng đúng nguy hiểm luôn. Hú đồng đội suốt mày. Thế thì BK. Chơi hú đồng đội nhưng hồi sinh ra cái gì? Thiếp dậm tóc. Nãy giờ con này lên được đồng đội nó vô nó phụ nhiều quá. Cứu bao nhiêu pha rồi cứ ỷ mình khỏe hả, kiếm tôi vồ chết bà nữa. Catch their trail. Comfort breeds weakness. Enemy
killing spree. A true hunter never rests. Không event nha các bạn. Quần đấy là mình sẽ, nó vẫn lên level 12 nó farm lan. Farm nhiều đó. Mình cướp rừng nó nhiều lắm mà. Cướp 6-7 rừng rồi mà nó vẫn còn hơn level. Bằng level đó. Hay thật. Nghĩ AD mình mới có kinh 2. Tìm mình thành quỷ không à. Bạc cả mấy chưa mua đồ đấy. A true hunter never rests. Mình cần làm gì nữa đâu mà không farm.
quên mẹ rồi. Làm gì nữa mà không farm. Bên ta không chết cũng được. Cái già nó khỏe quá. Trâu thật. Đam cỡ đó mà nhiêu đó máu nhẹ phát không chết là hơi bị trâu rồi đấy. Ông cũng khỏe phết. Đùa đó. Can be made to fear.